Dân chơi xem phát biết ngay trên này trên gì. Công ty nè. Nhà vệ sinh nè. Lý nè. Mũ bảo hiểm nè. Ui, siêu xe nè. Nè nè, xem cái bản kế hoạch của tao chưa? Xem rồi. Mày làm sai thật luôn luôn đấy. Đâu, tao làm đúng ý mày mà. Làm à thế à? Bạn nào cho thầy biết đặc sản của châu Á là gì? Châu Á. Ngó lên trời trời cao. Cao 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 cao. Dân châu Á đã đi vô ba, hai tay tao phi đô la, mấy em gái phải đứng xếp hàng vì tưởng tao cháu của Tokuda. Talking to the moon, 放不下的理由，是不是会担心？ Thế cũ, lâu rồi không gặp. Tưởng yêu của anh xinh thế nào hóa ra vừa già vừa xấu. Em đủ không? Đi không xinh, nhưng tôi biết tôi là ảo. Đi không hoàn hảo, sao mà giống giả tạo thế? Sao chị lại bừa bộn như thế này? Chị dọn đi. Alo ạ? À, anh shipper giao hàng ạ? À? Vâng, em ra ngay đây ạ. Em shipper đây chị ơi. Thằng shipper kia, mày làm gì mẹ tao? Bị điên à? Tôi đến giao hàng chứ có làm cái gì đâu mà trời. Ui, em xin lỗi ạ, hôm nay em xem TikTok hơi nhiều. What?